Xin được chúc mừng thí sinh số báo danh 420 Nguyễn Bảo Duy đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng những phút kết quát của thí sinh mang số báo danh 48. Vâng, và quý vị đang thấy một cô gái vô cùng sexy cũng như là khá tính trên sân khấu ngày hôm nay. Đó chính là bạn Phạm Thị Hồng Thịnh với số báo danh 531. Phạm Thị Hồng Thịnh.